Hay quá. Gồm chào mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục đi lua cá lóc dạo quanh những cái điểm cũ á. Thì hôm nay vừa câu cá vừa làm ẩm thực luôn nha mọi người. Thì mời mọi người xem bữa câu hôm nay có thu hoạch gì không nha. Trời ơi, sảy rồi. Sảy rồi mọi người ơi. Buộc quá. Cá mọi người. Cá nha. Cá mọi người ơi. Tiếp tục lên hàng nha. Trời này gió quá phải không? Gió câu nó im hơn. Gió mình không thấy đường mà cá nó tát, khiên cá nó táp mình không thấy đường đóng luôn, biết nó ăn chưa, không biết nó nuốt chưa nữa. Giật toàn giật đại không biết sao giờ luôn. Giờ câu có kiểu hên xui thôi, con nào ăn thì giật, không ăn thì thôi. Thấy có con cá nó đang lên thở cho đó mừng. Đó, lên. Lên. Rồi mày lên thở là chết. Buồn nữa. Lên thở là chết với mình liền. Con này hôm qua giờ câu có 6-7 ký cá nữa anh em. Chỉ giờ sáng bán, hồi sáng bán 3-4 ký rồi đó, mà còn để rộng ở nhà nữa. Sáng giờ có đem mấy ngái thiệt theo mà câu nó không chịu ăn mọi người.
cá này ăn thích ăn với hơi. Lên một con nữa nè. Cái này mình thấy có con nó lên quặng cái khúc đó đó mọi người, nhưng mà thấy ngay nha, gió này thấy ngay lắm, nó lụm được nó. Nhả luôn rồi. Ôi, gió quá không thấy đường, không thấy nó táp. Ủ quá, sống quá thì sống, đâu có thấy đường mình táp đâu. Thì nãy giờ em cũng nướng mấy cá xong rồi mọi người. Giờ thì thưởng thức thôi mọi người. Đói quá. Đầu sáng giờ không ăn gì cho còn uống nước không. Đây. Bịch cái chấm em mọi người. Nói chung là ra đồng ra ruộng thì có gì chơi đó thôi nghe mọi người, đừng có nói ăn dơ giấy. Ăn gì nó mới đúng là ngon rồi mọi người. Chứ mà nướng mà kiểu như lên mâm cơm mà nướng để lên mâm cơm á, nhìn nó ngán lắm, ăn không vô. À, nướng ngoài đồng nhỉ? Ăn thiệt, nướng chục con có thể ăn hết luôn á mọi người. Đây nhìn cái thịt nó trắng phiếu thả lắm mọi người. Mà cá nó không tanh nữa. Giờ thì em mời mọi người một miếng với em nha. Ăn xong rồi đi câu tiếp mọi người ơi. Chứ dạo này cũng trời này cũng gió lắm. Ăn trước đi rồi tính sau thôi mọi người. Đây. Đây. Em mời mọi người nha. Người xem video nhớ có thèm thì nhớ làm theo em nha mọi người. Nó ngon lắm, nướng cá ngoài đồng, ăn ngoài đồng thì ngon lắm mọi người. Kèm theo miếng chuối nữa. Đúng là thiên nhiên. Bỏ mọi người ơi. Bây giờ thì em sẽ xử hết ba con cá này xong thì em sẽ đi câu tiếp cho mọi người xem nha. Nếu mọi người có dịp mà đi câu á thì hãy làm giống em nè mọi người.
chuẩn bị muối ớt rồi. Nếu mà có cơm ở nhà thì mình đem cơm trắng theo cũng được. Đó, mình đi ra đồng thì mình nướng cá ăn, nó gì nó thú vị hơn, nó ngon hơn mọi người. Bây giờ em hả, lụm hết ba con cá này em sẽ đi câu nha mọi người. Đói quá. Lên cá mọi người. Lên cá mọi người. Sáng bả đi gọi mà. Hay quá. Ủa, cá bự nha, từ từ đứt. Cá bự đó. Ui. Bà đâu bạn cá lên này. Cá bự lên này. Quá dữ, dục quá đường một trời. Tét món cá luôn nè. Sáng gì đem mấy cái đường này đâu chịu ăn. Trời này chiều rồi nghe mọi người, em báo cá đi về luôn. Cá này nó gió quá nó không chịu ăn mọi người, ăn chậm lắm. Dính được mấy con. Đây, 4, 6, 7 con. Rồi. Đứt ra làm hết nha. Cái này chết từ đời nào. Quên cho cua ăn nữa trời.